Dạ, Jim thân chào chưa các bạn. À, khu vực này cái ngã ba chỗ Phước Tỉnh đi qua bên Long Hải nha các bạn. Ngã ba này không biết tên gì đây. Dạ, ngã ba ngay chỗ trường phổ thông Bình Đạm nha các bạn. Đấy, cái mũi tàu rẽ phải đi nhà thờ Phước Hưng. Lại đây ngã ba này gọi là ngã ba Phước Hưng, biết gọi tên gì. Ngã ba mũi tàu như các bạn, rẽ phải mình đi giáo xứ Phước Hưng. Này mình đi thẳng là sẽ đi Long Hải. Chỗ này là mình đang đi hướng từ Phước Tỉnh đi qua Long Hải như các bạn. Thẳng phía trước là có cái dãy núi che chắn và bảo vệ cho cái khu vực Long Hải như các bạn, dãy núi Bình Đạm. Tên gọi trước đây là Châu Long Châu Viên. Cái dãy núi rất đẹp nha các bạn. Nhìn nó giống như dãy núi Cô Tiên ngoài Nha Trang, bảo vệ cho thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Đây là nha các bạn. Chỗ này xin ra rẽ tay phải để đi cái con đường Võ Thị Sáu, đường Điện Biên Phủ. Đi thẳng là sẽ đến cái khu vực ở chân núi thôi. Hamburger hả? Sáng có bánh mì hamburger luôn. Sân vườn. Đường này là con đường rất là quen thuộc các bạn, đường ven biển đi nhìn cô Long Hải. Chỗ này rẽ phải là mình sẽ đi con đường ven biển để về Phước Tỉnh nè các bạn. Rẽ phải là đi thẳng là đi ngang, tay trái là chợ Long Hải. Từ đây mình đi thẳng ra Vinh Cô thì
nghỉ dưỡng ven biển mà. Trái là sẽ ra cái đường mới á, chỗ này sẽ đi qua cái hướng về Mộng Cô á. Không phải nổi tiếng có cái thương hiệu biển Long Hải và hải sản, thì cái điểm tham quan là Vinh Cô như các bạn, Vinh Cô Mộ Cô, như là cái khu lịch Bình Đạm, qua cái thiền viện. Thường đi tham quan ngắm cảnh như các bạn, nó sẽ lựa những cái địa điểm có thể có người ta gọi là cái view á, chỗ nào có cái view. View là cái tầm nhìn như các bạn, cái tầm nhìn nó đẹp, nó rộng, và cái cảm giác cái tầm nhìn rộng nó sẽ con người giúp con người ta thư thái hơn, không bị gò bó. Nên những người ta gọi là thế phong thủy nha các bạn. Càng tìm hiểu thì càng nhiều vấn đề. Đây ngã ba này nha các bạn. Cuộc sống nó có rất là nhiều điều thú vị nha các bạn. Đây ngã ba rồi trái bên kia là mình sẽ đi qua hướng Mộng Cô á. Đây người ta bán vàng cái đá quý à. Chỗ này đi thẳng quay lại lên thì dịch cô nha các bạn. Hôm nay không phải là mùa lễ hội mà là ngày Vía Cô. Chung ở Việt Nam mà ăn vặt như các bạn, mình ăn vặt ba miền luôn á. Tại vì ở Việt Nam mình có nhiều rất những cái món gọi là món ăn vặt truyền thống như các bạn. Trái cây, rau củ quả thì các loại nông sản mà trái cây nhiệt đới mình cũng rất nhiều. Còn biển thì ba miền.
nên là hải sản không có lo thiếu như vậy, rất nhiều. Chẳng qua là mình chờ cho nó lớn rồi. Đây là khu nghỉ dưỡng, chỗ này là đi những cái đoàn khách đông như bạn, đoàn 1-2 ngàn người á, tức là đi đoàn học sinh, các trường học hay là cái công ty á, tổ chức cho công nhân viên đi chơi thì 1-2 ngàn người thì xuống đây tắm biển Long Hải, thì sẽ đưa vào khu vực này. Đây thì tôi cũng hay tham gia vào những cái sự kiện đó, bây giờ thích đi mình hơn. Nhà nghỉ này bạn, nói cái đoạn này là đoạn khách sạn mà ở Đông Hải rất nhiều nha bạn, đêm giá mấy trăm ngàn xong rồi đi tắm biển. Khu này giống như khu phố khách sạn nha bạn. Chỗ này sẽ đi qua bên cái rẽ phải đi ra mẫu cô nè, trở lại đường Võ Thị Sáu rồi đó, đi một cái eo để vô Vinco, trở lại đường Thị Sáu để đi ra cái đi thẳng là đi mẫu cô. Nhưng mà đi ngang cái khu phố khách sạn à, rất nhiều nhà khách sạn và nhà nghỉ như bạn, cơm lẩu các kiểu luôn. Đây dạng là đi gia đình nhà nghỉ đây nha bạn. Nếu như các bạn mà thích rộng hơn thì có thể ra gọi là resort. Resort. Đây là gì? Tràm Tràm Long Hải. Đây đi thẳng vào là mình sẽ vào cái mẫu cô này, mẫu các bạn này nha các bạn. Cái di tích lịch sử văn hóa thì dịch cô. Thì được vào cái mẫu cô. Mẫu cô là một câu chuyện kể về tâm linh như bạn, kể về một con gái bị đi trên biển và bị sóng to gió lớn nên là bị chết, mà giặc cho giặc vào trong bờ thì được cư dân địa phương họ an táng và cô rất linh thiêng phù hộ cho cư dân của vùng đất này. Cho nên là khu vực ở Long Hải như các bạn rất là tâm linh về dinh cô cũng như là mộ cô, và hai địa điểm này là được công nhận là di tích sử văn hóa. Ở đây bên tay phải là các cái resort này chị các bạn, tiêu chuẩn nhiều sao hơn, 4 sao 5 sao. Càng nhiều sao thì càng nhiều số 0 trên cái mệnh giá phía sau này như vậy. Đây đi thẳng qua cung đường này rất rất thích nè như bạn, vì nó rất là nhiều cây xanh hai bên luôn, đi cái mát lạnh nè. Đi thẳng là tới đèo nước ngọt đó như bạn. Này có mấy cái resort khu nghỉ dưỡng ven biển khá là rộng, quy mô mấy trăm phòng, nên những cái đoàn đi đông đông như bạn tổ chức những cái lớn á, mấy trăm phòng thì người ta sẽ chọn những cái vị trí này, hoặc người ta chia ra nhiều chia ra nhiều resort để ở thôi, cũng đơn giản. Qua người ta điều phối thôi như bạn. Rồi đây xuống tới cái khu đèo nước ngọt rồi. Đoạn này là đoạn biển Long Hải tuyệt đẹp luôn. Gì đây? Đó là phim hả? Dạ, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Đó là phim.